Hey guys, welcome back to my channel, and today we're going to be building treasure day at the pool. And here they open it itself. But let's keep building. I'm gonna rather chest grant from the doctor. You have this patty thingy and something else. I don't know what he has. So he only had this. My mom said so. Oh, he already built this? Okay. So he built treasure, of course. And a basket of ice cream cone. Oh no. You hear me? And, what is this? Is this a table? Table! Wait. What is this? Em chờ ổng để lấy cái xong xuôi lâu rồi, em chờ ổng lấy cái ổng nói đợi ổng đưa cái giấy. I don't know what this is. Còn cái giấy refer nữa. Cái em nói but I think it's a table with a teacup. I guess. And an ice cream cup. À cái y tá nó ra. Nè, em chạy đến cái văn phòng em hỏi ủa sao tao chờ lâu quá tao chưa thấy cái giấy đó nói à mày về phòng đi rồi có gì tao coi. Now he's starting on the pool. Bác sĩ nói xong rồi mà sao mày còn ngồi đây nói nữa? Tại bác sĩ nói là chờ để nó in cái. My mom is talking to my dad, so it's kind of loud. Xong rồi cái bà hô, xong em nói là tao nghĩ là bác sĩ quên rồi đó, mày. Nói chung là cũng vừa đủ để xét nghiệm Tôi tưởng là không đủ chứ. My brother have a shot. Ooh. Here, put your sleeve up. Ok, thôi anh đang uống làm gì đi rồi có gì gần đến giờ đó. Về được không được thì anh báo em, ok? Right there. And you can see. Ok, bye. Phil. Right there. Phil, bye đây đi nè. Bye, daddy. Bye, Phil. Bye, daddy. Bye, Phil. Bye. Phil, ai gì? I love you, ai? I love you, daddy. Love you, Phil. Bye-bye, đi, đi, đi. Okay, bye, that's daddy. Right there. Right okay, here. Bye. Ta-da. Ouch. Ow. Ooh. Wait. Nếu vậy, con ăn cereal hay con bánh mì? Con ăn bánh mì kẹp với butter. Yes, peanut butter. Mà cái peanut butter almost gone. Yeah. Nhưng mà con ăn ít tại vì con ăn hai bánh mà. Coi mẹ nhớ bữa cái chừng còn một khủng. Okay, that's four. Nó dậy mà bà đi xuống dưới mà nó không dám ngồi ăn mình trên này, nó phải đi xuống dưới, nó ngồi dưới nó chờ bà. Con này nhát như con cái đực. Nhà khoáng khoáng thùng khoáng cái này.
Sáng 6 giờ mấy, 6 rưỡi rồi, ba đi làm rồi mà nó thức mà nó còn không dám đi đái. Bạch quá. Cái này bỏ nhỏ đi. Bỏ phiêu, đập cứt phiêu đi. Đi vô chải cái đầu cho mẹ. Ok. Cứ đòi để tóc dài. Tóc dài xấu, cắt ngắn lên. Đỡ gội, đỡ tóc mệt. Chiều nay mày cắt tóc ngang cho Giang đi Giang. Sáng dậy con chị vuốt là xong. Cắt đi, cắt. Chiều nào con có gội đầu không? Nó có rồi, hồi nữa. Ba con có gội đầu không? Có, hồi nữa hỏi nữa. Cắt đây con. Cái ngang này con gội nó sướng lắm. Con cứ thử làm cắt đi. Cắt ngang là sao? Con tự giải đầu đi. Con không biết nhưng mà cắt ngang mẹ sao? Cắt, mẹ khắc làm nó đẹp cho con. Ngang là vậy nè, cắt lên xíu ngang vậy nè. Đó. Tay cổ thì ngang cầm này nè. Oh, that's too short. Too short. Con gội nó sướng lắm mà con đỡ phải giải. Rồi, con đỡ phải giải. Con biết rồi nhưng mà nó nhìn xấu. Không có xấu. Xấu cho con. Không có xấu, mẹ đảm bảo. Mẹ đâu mà làm xấu cho con, mẹ làm đẹp chứ. Đó cái kề tóc ngang là nhìn con hình tóc ngang. Quẹ. Hình tóc là con đen. Best look. Look ready. Look ready. Chỉ có để mập quá mới xấu thôi. Yeah, that's a hả? Còn tóc ngang không có xấu. Con hiểu không? Tóc ngang không có xấu. Ai bảo xấu hết. Tóc ngang không có xấu, tóc ngang nhìn con dễ thương. Tóc dài này, nó có đẹp đâu. Nè. Con thấy đẹp. Không. Nè, tóc ngang mà còn đùi này. Úi, trời đẹp chết. Nhìn nó mát mẻ mà còn gội nó sướng nữa. Không có cần phải lau nhiều con xe đỡ có phải hà chải đầu phiền phức đó. Con thấy giống Mai Linh không? Đó Mai Linh cắt cái dèo ngắn lên vậy đó, thấy không? Cause she have like she can do a bun and then no con... tại vì Mai Linh lúc nào cũng làm vậy nên mà Mai Linh quen nhưng mà I don't do that. No, không có đu đạt gì hết đó. Chiều mày cắt. No. Yes. Con muốn để dài con lớn xíu nữa. Con lớn khi xíu mà nữa. Con học lớp 6 bắt đầu con để tóc dài. Đúng rồi. Really? Yes. Tới đó con để tới đó là con lớn con biết chăm nhiều hơn. Vẫn vừa mà lúc ấy con để nó mau cũng mau dài lắm. Cứ đó con lớn thì tóc con nó nhanh dài. Con bây giờ con để thế con gội mệt lắm. Lâu dài lắm à. No. Không, nhanh. Con càng không cắt nó càng lâu. Tại vì con nếu con không ăn thịt, ăn cá, ăn rau nhiều là nó không có ra tóc được. Con phải ăn đầy đủ sao mới ra. Bây giờ ăn quýt hay là chưa chứ gì, bà biết rồi, mọi bữa phải 1 giờ 1 rưỡi mới ăn. Rồi quýt nhá. Cam nhá. Ăn quýt cam nó chua. Nó lét luôn. I think he finished the pool. But I don't know. I can't see. Chua thì cũng ăn chứ, Phiêu nó ăn chứ không có để... Phiêu ăn chua, con không ăn chua được. Đi uống nước đi con. Về. Con lại. Ô mẹ chưa uống thuốc không hả? Thuốc gì nữa hả? Bệnh nữa uống gì nữa. Thấy chưa? Ngày đọc tháng 6. Vậy tại sao con ăn sáng xong mà con tự uống thuốc chứ giờ này con hỏi mẹ gì? No, con biết là buổi sáng, buổi tối là uống rồi. Nhưng mà con nhớ là buổi trưa có uống. Buổi sáng con uống chưa? Dạ. Nhưng mà uống chưa? Yes, nhưng mà buổi trưa có uống không? Tại con nghe thoáng thoáng là uống hay không uống gì á. Chưa uống cũng được, thường nếu mà con bớt rồi thôi thì con uống buổi sáng với buổi tối thôi.
Còn thường nếu mà trưa thì một ngày uống ba cử, cử sáng, cử trưa và cử tối. Cử sáng với cử trưa là lấy cái chai của ban ngày. Nhà con mới dẫn buổi chai con. Buổi tối là lấy cái chai của buổi tối. Cái áo của con lủi ở đâu nó dơ hầy. Nào. Đây nè, cái vai nè. Đây nè, ăn uống nhiễu nè. Ăn cái này là ăn strawberry nè. Cười. Cởi ra đi một hồi mẹ đi giặt rồi lấy cái áo mới mặc, lấy áo khác mặc đi để hồi mẹ đi giặt đồ trắng đó. Con slip nữa. Con slip con mới mặc đây mà. Nhưng mà con dục. Con mới lấy hồi sáng con mặc mà tự nhiên con dục là sao? Thì không biết rồi nhưng mà bữa tối con dục. Thì bữa tối dục thì để bữa sau giặt chứ mắc mới gì. Con làm như con mặc có một bữa nay thì thôi con không mặc nữa không bằng nữa. Phiêu nó rớt cái gì nè con? Phiêu. Phiêu. Phiêu lẹp. Phiêu. Do you drop it? Drop? You drop something? Oh yes, you drop Dreamy. Phiêu, Jen đi vô trong phòng con á. Hồi sáng cái đó nó rớt á. Mẹ để trên cái bàn học của con ráp lại con gắn lên cái cây tree đi. Trên cái bàn học của con vô con thấy cái Lego. You finish? Finish. Finish. Thì nhanh dữ vậy con, trời ơi, mới đó mười mấy đồng xong rồi đó hả? Phiêu ơi, chuyển qua cái thú khác đi, ôi trời ơi, Phiêu chơi cái thú này mà tốn tiền quá. This extra? Yes or no? Phiêu? Rất extra hả? Rồi, đóng nó lại, ship nó lại, ship nó lại. Ship lại. That's very hard. Cái bản đó là của cái nào mà nguyên một bản vậy em? Của cái nào rớt vậy? Okay, he finished. He's the pool. There's a stand, I guess. A table. A basket with an ice cream cone and treasures. Okay. If you need to turn off, then. Okay. So subscribe, like, and bye.